À, mình chào anh em. Hôm nay mình làm cái clip mình nói về cái chủ đề mà đi đá gà mà coi trường nha anh em. Anh em đi đá gà coi trường á, anh em phải biết là con gà mình đá cưa mấy nha. Cái mánh khóe trong cái đá gà, cái trường trong trường á, tại mình không biết ai địch ai ta nha anh em. Không, mình nói này cũng như nhiều cái đụng chạm đây, vì là chủ trường á thì nó chung là bên phe nào phe nấy, anh em đi chơi rồi anh em sẽ biết. Cái trọng tài đó, bên chủ trường đó, nó bên phe nào rồi bên nhã bên đó đó, anh em hiểu không? Cũng như là mình chơi cũng vậy, mình cũng quen chủ trường thì chủ trường bên mình, mà nhiều chủ trường á cũng bên đây bên kia, nhiều chủ trường thì nó không bên nào hết thì nó dễ, còn chủ trường mà nó một phe thì nó cũng hơi căng. Như anh em muốn đá con gà của mình á, anh em phải vô anh em vợ con gà mình nó đá cừ mấy cao hay lùng đó. Còn như gà, ví dụ mà hỏi gà anh em nó 2,6 kg đi mà hơi lùng, hay là 2,2 kg gì đó hơi lùng gì đó, hay là bên kia người ta sẽ đưa hai bộ cửa ra, là gà người ta cao đúng không, người ta đưa bộ cửa dài hết. Còn anh gà anh em hay lụng cái đem ra thì người ta sẽ nói anh em là cửa nào đá cũng được hết trơn á, ai cũng như ai. Bởi cái câu đó là nhiều anh em đá gà thua nhiều á, là thua cái vụ đó đó. Thế nên mình cũng chia sẻ cho mấy anh em mà mới biết chơi, anh em đi đá gà anh em nên tự lựa cửa, anh em tự lựa cửa nha, chứ anh em đừng vô anh em nó hỏi gà 2,5 kg đưa cửa mấy, cái nó đưa bộ cửa ra cái nó hai bên rồi bộ này hai bên cũng giống nhau mà ai cũng giống ai vậy đó nha. Cái đó là mình nói về cái mánh khóe mà anh em đá gà vô trường cái nè, đá cửa bồ rồi cũng nguy hiểm lắm. Nói chung mình không có bên nào ở trên á, mình nói cũng đụng chạm nhiều, cũng vô cái clip này nói chung là cũng có nhiều comment tào lao nhiều á. Nghe chung anh em chơi này biết con gà anh em đá cửa mấy, con gà lùng hay cao. Như ví dụ đi, con gà anh em 2,6 kg mà anh gà anh em lùng liền dày bịch đúng không, gà kia người ta 2,6 kg mà nó cao bự hơn anh em, cái giải bự hơn anh em là tôi đắt, nhưng tôi đỡ phải đắt cửa dài, anh em phải vô anh em lấy cửa 50 mấy anh em đá nha anh em, trên này 6 thôi nha. Rồi anh em đá mà cửa dài quá gà anh em mà đâm không được anh em, lúc đó anh em chắc hang chắc thẳng nha, tại vì cái chủ trường người ta đưa cửa anh em mà ta biết tới bên nào rồi đó. Mình chơi nhiều cũng có mánh khóe gì đó, mình cũng mánh khóe này nọ đó, mà anh em là mới biết chơi thì anh em cũng nên cái am hiểu về cái mà cựa gà anh em, tự mình lấy cựa mình chơi là tự mình vô yêu cầu. Con gà tôi nó như gà anh em nó 1,4 kg mà gà anh em lùng đó, anh em đá cựa 42-40 cũng được, anh em đừng có ham dài nha, anh em nào ham dài anh em chết sớm. Tôi nói Việt Nam hãy bự á, lúc đá sao được, lúc đá thua cái chữ trời ơi, đụng gà cựa dày sau đá trời cưa dày thòn dày sọc đó, là cái đó là cái mà anh em sai lầm á, lại bắt đầu chủ trường người ta bên kia rồi, đã dòm gà ta biết rồi, gà anh em lùng liền vì sao đó, tôi cựa ra hai bộ anh em mình đổi, thì cái chung là cái đổi cựa và đổi lại thì người cây thì tất nhiên là người ta sẽ đưa một cựa dài cho anh em, bên kia người ta lợi thế hơn đó, là người ta sẽ bên kia, còn bên anh em á thì anh em ăn cái phần trăm anh em ít hơn người ta. Cái đó là mình chơi thực tế rồi mình biết anh em cái mà cái mánh khóe của trong trường gà nha, trong bồ á, cả trong bồ chứ đâu cho mình chơi cửa mình đâu, cửa của chủ bồ mà đem ra thì nói chung cửa nào cũng như cửa đó, thì anh em nào cũng mình biết chơi á, mình cũng nên là tự mình lựa cửa mình chơi nha, chứ đừng có kêu chủ trường đưa cửa, tại lúc vô là hỏi gà nó mấy ký rồi, ta hỏi gà anh em 2,6 kg 2,5 kg đúng không, rồi người ta đưa cho một cửa dài hết 60-60 mấy cho anh em hết. Nó rồi anh em chơi, rồi anh em cắn ớt á, anh em đưa ra cái ai bấm như ai, cái đổi cửa ngượng cây. Đó là mình sai lầm nha anh em. Vô á thì mình nên tự lựa cửa nha. Cũng như gà anh em lùng á, mình cũng đã chia sẻ luôn. Như gà anh em mà lùng liền á, anh em phải coi hệ số cái tướng con gà anh em, chứ đừng coi hiệu số ký nha. Anh em coi số ký là anh em căng lắm. Đó, cái bánh khóe mà dùng đó đá gà là chủ trường bên nào là nó nghi bên đó là anh em nguy hiểm đó. Tôi sẽ đưa ra hai bộ cửa cho anh em người đổi người ăn cây. Đổi người ăn cây là gà tao kia nó cao hơn, là người ta mánh ta hơn anh em rồi. Bây giờ anh em già mà anh em lùng liền cái anh em ham cưa dài. Ừ, anh em nói gà tôi ra ký tư cái đưa cửa 45. Mà thật ra trong đó gà anh em liền gà nên anh em đã cưa dài cho đâm. Mình này chia sẻ tới nha anh em. Anh em nên coi tướng con gà anh em như thế nào, rồi anh em thấy lý cửa anh em đá nha. Chứ anh em đừng có coi gà mà coi số ký mà lấy cửa đá hồi số ký á. Hồi số ký là anh em căng lắm á. Anh em đá nên đá là theo cái tướng con gà anh em.
như gà anh em cao nó cứ mấy lùng đó cứ mấy đó, chứ mà anh em vô cái anh em cứ hít từ nó gà tôi 2,6 sao đưa cho cụ có năm mấy 60 cục quá anh em lấy 62 rồi đó 62 65. Mình sẽ chia sẻ cái này tại sao mình nói là anh em nên chơi cửa cục, tại vì vô cửa cục á con gà anh em vô trong này nọ hai cái cửa anh em đá nó phần trăm nó đâm á nó cao hơn cái cửa dài. Tại vụ thôi bây giờ đơn giản nè, anh em vô cái hẻm anh em cầm cây dài một cái cục ha, cây dài anh em đập ngang cũng khó lắm, anh đập thẳng không mà anh em đập cái là anh em dở là không kịp, còn đây gục anh đập anh em đó. Cũng như con cửa con gà anh em mà chơi cửa dài á, anh em chơi cửa dài đi, anh em đâm cái cửa như cửa sáu đúng không, anh em đâm á là nó đâm được có hai phần thôi, nó vẫn đâm cạn, đâm lẻo mà cái lực gà anh em đó không hết. Tại sao cái cửa nó chổi dài quá gà anh em đó không hết ha. Rồi con gà mà anh em cầm như cái cửa 60 đi, anh em trồng cái cửa 60 cho đá cho gà 2,2 2,3 gì đó, anh em phải cửa dài 2,5 luôn, 2,6 mà gà anh em hay lùng đúng không đó, gà anh em hay lùng á, ta đưa cửa gì đó gọi anh em coi kỹ đi nha, anh em đá cái mà phần trong cái cửa 60 anh em đâm chỉ được có hai phân thôi, cái lực gà anh em đâm đâu có hết đâu, nó dài anh em nó chổi nó đâm nó vẫn đâm, nó đâm lẻo lẻo như có phân lẻo lẻo mà da, tại sao đâm nó lẻo, cửa dài quá. Còn anh em chơi cửa như 56 55 á, cái lực gà anh em đá lúc bằng kèo nó hết nguyên cây đó, còn anh em cửa dài nó vẫn đâm, nó đâm nó theo mà cái anh em chữ nó gà đâm gì đâm nó theo không phải đâm nó theo, tại vì cửa quá dài. À, mình cũng chia sẻ về cái mấy cây mà anh em nên câu để ý những con gà tướng anh em, tướng gà anh em lùng liền như thế nào, cũng như vợ gà anh em 3,2 3 kg mã liền đe như tướng như 2,5 kg liền đúng không, nó đặt nó dày, không lẽ anh em đá cửa 65 62 đó 3 kg mấy anh em nó 3 kg mấy mà đâm dài cửa dài đâm nó mới thấm. Thứ ra gà anh em lùng liền anh em đá cửa dài đá không được, vô chổi cửa đá không được, anh em đâm có xíu phần trăm đâm á, đâm vẫn đâm mà đâm hay the mà không có đâm sâu, tại vì cái cửa nó dài quá, cũng như anh em vậy thôi, nói như anh em cầm cái dài cái cục vô hẻm anh em chơi thử coi đó, thì cái phần trăm phát chức nó vậy đó anh em, cái lực của anh em á, cái lực gà anh em nó đâm á một cây á cục phải đâm lúc, còn cái lực nó không có cái chân nó cục nữa, anh em cứ dài vô nó đá đất như nó chổi cửa rồi nó dài nó đâm đâu có hết anh em, nó đâm có chút xíu à, cái anh em nó gà đụ mẹ hù mà anh em mới chửi lụ mà gà gì đó cựa dài với trời đó, tại vì gà bây giờ đâu phải anh em đá chân hai chân là anh em đâm nó được đâu. Mình cũng nói vậy cho anh em tham khảo rồi tướng tá gà anh em sao anh em chơi anh em, cái mánh khỏe cửa trường nó cũng nhiều lắm, anh em nên tự vô anh em tự lựa cửa nha. Rồi gà tôi lấy cửa máy đá cục dài tại tôi đó, anh em chơi thì phần trăm anh em sẽ cao hơn à, mình cũng chào anh em nha, mình chia sẻ cũng chào chút xíu. Thì cái này vô cả tất nhiên vô comment này nó chửi nhiều lắm, nó chầu buộc ghét chầu ăn mà nó ghét lắm, nó thấy mình lên clip nó ghét mình lắm.